Đây là một chi khủng long theropod được biết đến từ một loài duy nhất. Loài khủng long này sống vào kỷ phân trắng sớm ở khu vực ngày nay là Đông Bắc Trung Quốc. Đây là một trong những loài bạo long ăn thịt lớn nhất có lông vũ. Một loài khủng long cung cấp bằng chứng quan trọng về sự tiến hóa của lông vũ ở khủng long và là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử nghiên cứu về khủng long. Ngay bây giờ, hãy cùng Uncheck Share đến với số tiếp theo của series Hồ sơ Bạo Chúa với Eutyranus, bạo chúa có lông đến từ Trung Hoa Đại Lục. Phát hiện quan trọng. Vào năm 2012, đánh dấu một mốc vô cùng quan trọng trong hành trình khám phá nguồn gốc của các loài khủng long nổi tiếng. Lần đầu tiên một họ hàng xa có lông vũ của khủng long bạo chúa T-Rex được phát hiện tại Trung Quốc. Không chỉ một mà có đến tận 3 bộ hóa thạch với tình trạng gần như hoàn hảo của loài khủng long này, bao gồm một cá thể trưởng thành, một gần trưởng thành và một con non được phát hiện cùng một lúc. Tất cả đều được mua lại từ một tay buôn lậu hóa thạch. Theo người này cho biết, cả ba được phát hiện trong một mỏ đá ở Bắc Phiếu, Triều Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Các bộ hóa thạch đều bị phân ra làm nhiều mảnh để có thể dễ dàng vận chuyển. Xác định niên đại cho thấy cả ba bộ hóa thạch đều thuộc tầng áp của hệ tầng Yixian, cách chúng ta khoảng 125 triệu năm về trước, vào giai đoạn đầu kỷ Creta. Loài khủng long này sau đó được mô tả và đặt tên bởi một nhân vật không mấy xa lạ, chính là giáo sư Từ Tinh thuộc Viện Cổ sinh động vật có xương sống và cổ nhân loại học của Trung Quốc. Ông và các cộng sự đã gọi chúng bằng cái tên Eutyranus Hoali. Trong đó, tên của chi Eutyranus là từ ghép giữa Eu có nghĩa là lông vũ trong tiếng quan thoại và Tyrannus nghĩa là bạo chúa trong tiếng Latin. Còn tên loài Hoali nghĩa là hoa lệ trong tiếng quan thoại nhằm đề cập đến vẻ đẹp bộ lông của loài khủng long này. Mẫu vật định danh, ký hiệu ZCDMV5000 có kích thước lớn nhất, bao gồm một bộ xương gần như hoàn chỉnh với đầy đủ hộp sọ nằm trong một phiến đá của một cá thể trưởng thành. Các mẫu vật phụ lần lượt là của một con gần trưởng thành nằm trong cùng phiến đá với mẫu vật đầu tiên được đặt tên là ZCDMV5001 và một con non trẻ hơn con trưởng thành khoảng 8 tuổi được đặt tên là ELDMV1001. Các mẫu vật được phục dựng lại dưới sự hướng dẫn của giáo sư Từ và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Khủng long Chư Thành và Bảo tàng Khủng long Nhĩ Liên Hạo Đặc thuộc Nội Mông. Bạo chúa có lông vũ. Ngày nay, tất cả các phân tích về nguồn gốc của Eutyranus đều xếp nó vào siêu họ Tyrannosauroidae. Khi so sánh với các loài khủng long bạo chúa nguyên thủy khác, Eutyranus có hình thức tiến hóa cao hơn Dilon, Quanlon và Sinotyrannus cũng sống ở Trung Quốc, nhưng chưa bằng loài Eutyranus phát hiện được ở Anh. Giống với các họ hàng của mình, Eutyranus là loài khủng long ăn thịt đi bằng hai chân, mẫu vật lớn nhất có chiều dài ước tính khoảng 9m và nặng khoảng 1,4 tấn. Trong năm 2016, Gregory Scott Paul ước tính kích thước nhỏ hơn với chiều dài chỉ khoảng 7,5 mét và cân nặng 1,1 tấn. Hộp sọ dài 905 mm, trong khi hộp sọ của con nhỏ dài 80 cm và 63 cm ước tính. Cân nặng lần lượt của chúng sẽ là 596 kg và 493 kg. Eutyranus vẫn còn mang các đặc điểm của các bạo long sơ khai, một trong số đó là bàn chân không có cấu tạo kiểu Acromegalian, tức là xương đốt bàn giữa không được gia cố bởi các xương đốt bàn xung quanh, một đặc điểm giúp tăng cường khả năng chịu lực của cơ thể lên các xương đốt bàn ở các loài khủng long có khả năng chạy nhanh, bao gồm cả các chi bạo chúa. Do đó, Eutyranus không có ngón giữa kết cấu đặc biệt giúp chúng chịu được trọng lực của cơ thể và hấp thụ được ứng suất khi chạy. Ngoài ra, Eutyranus cũng có đến 3 ngón tay thay vì 2 ngón giống như các bạo long cuối kỷ Creta và như T-Rex hay Tarbosaurus. Phân tích các mẫu hóa thạch ở các độ tuổi khác nhau cho phép các nhà khảo cổ xác định được các quá trình phát triển của loài này. Khi trưởng thành, chi sau, bàn chân, khung chậu và chi trước sẽ trở nên nhỏ hơn. Ngược lại, hộp sọ thì ngày càng to ra và sâu hơn. Các hóa thạch của Eutyranus đều có các dấu ấn chứng tỏ con vật từng được lông vũ bao phủ. Bởi vì điều kiện bảo quản kém nên khó có thể xác định được chính xác hình dạng hay cấu trúc các sợi lông này. Tuy nhiên, đây không phải là một loài lông vũ như chúng ta biết ở các loài chim hiện đại, mà chỉ là một hình thức sơ khai có dạng sợi được gọi là protofeather. Loại lông này cũng tồn tại ở một số loài khủng long như Tyrannosauridae khác, trong đó có Dilon. Bộ lông của Eutyranus khá rậm rạp, với chiều dài mỗi sợi có thể lên đến 20 cm và che phủ nhiều phần của cơ thể.
ở mẫu vật của con trưởng thành, lông vũ hiện diện ở khung chậu và gần bàn chân. Phần lông ở đuôi hướng về phía sau và hợp thành một góc 30 độ so với trục đuôi. Hóa thạch của các con non cũng có các sợi lông dài từ 16 đến 20 cm cổ và chi trước. Như vậy, có thể xem Utahraptor là một loài khủng long có lông vũ lớn nhất được phát hiện cho đến nay, nặng hơn 40 lần so với loài nắm giữ kỷ lục trước đó, đó chính là Bapalosaurus. Bộ lông có thể đóng vai trò điều hòa nhiệt độ, giúp chúng có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt tại những khu rừng của hệ thần Giessen, nơi nhiệt độ quanh năm luôn dao động quanh mức 10 độ C. Bên cạnh đó, bộ lông còn là vật biểu trưng cho từng cá thể, bên cạnh một cái mào gợn xóm dọc theo phần xương mũi, tương tự với loài khủng long họ hàng của chúng là quan long. Sự hiện diện lông vũ trên một loài bạo long nguyên thủy có kích thước lớn lại làm bùng lên tranh cãi về khả năng các hậu duệ của chúng, bao gồm T-Rex nổi tiếng, cũng có thể mang đặc điểm này. Tuy nhiên, các loài bạo long ở cuối kỷ Creta đã được chứng minh có dấu ấn của vảy ở các phần cơ thể nơi mà Utahraptor có lông vũ. Do đó, các nhà khoa học đã cho rằng bộ lông đã bị thay thế bằng vảy trong quá trình tiến hóa, cùng với sự phát triển về kích thước của các bạo long hoặc bị thúc đẩy do những yếu tố chưa giải thích được. Ngoài ra, đa số các bạo long như T-Rex hay Tarbosaurus sống ở cuối kỷ Creta với một khí hậu ấm áp hơn, rơi vào khoảng 18 độ C, không cần đến bộ lông để giữ ấm. Do cả ba bộ hóa thạch đều được phát hiện cùng một vị trí, nên có nhiều giả thuyết cho rằng loài bạo long này săn mồi theo bầy. Cụ thể hơn, con mồi ưa thích của chúng là các loài khủng long sauropod. Dựa theo các bằng chứng hóa thạch trong mỏ đá nơi mà phát hiện ba cá thể Utahraptor, không loại trừ khả năng cả ba đã thiệt mạng trong quá trình đi săn. Đây không phải là lần đầu tiên phát hiện được hóa thạch của nhiều cá thể bạo long ở các độ tuổi khác nhau trong cùng một vị trí. Các nhà khoa học đã cho rằng các loài bạo long phối hợp săn mồi theo kiểu các con nhỏ vốn nhanh nhẹn hơn sẽ truy đuổi và dồn con mồi đến vị trí của các con lớn hơn đã phục kích sẵn, mặc dù chậm chạp hơn nhưng các cá thể trưởng thành có khả năng kết liễu con mồi tốt hơn. Nếu thực sự Utahraptor săn sauropod thì đây là một trong hai loài ăn thịt thuộc hệ tầng Giessen có khả năng làm như vậy. Loài còn lại là một loài khủng long chưa được định danh mà chỉ được biết đến qua một cái răng hóa thạch ở trong xương sườn của một cá thể Đông Bay Titan. Do chưa chắc chắn về vị trí phát hiện các hóa thạch, Utahraptor rất khó xác định hệ cổ sinh thái nơi chúng từng được sinh sống. Sử dụng các phương pháp ước tính niên đại đã cho thấy Utahraptor sống ở tầng Luchaton hoặc trên sang câu của hệ tầng Giessen, nơi có rất nhiều cây lá kim và thực vật thủy sinh và rất thường xảy ra các vụ phun trào núi lửa hay cháy rừng. Điều đó cho thấy chúng cùng tồn tại với những loài như Psittacosaurus, Dombey Titan, Sinosauropteryx hay Caudipteryx. Một loài bạo chúa nhưng có lông vũ, nhìn qua cũng khá đáng yêu đúng không các bạn? Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin về Utahraptor, bạo chúa có lông vũ vô cùng đặc biệt của anh hàng xóm phương Bắc tìm thấy. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video khác của nhóm chúng mình trong tương lai nhé. Và các bạn nếu có bất cứ một yêu cầu gì, cũng đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới cho chúng mình được biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.